Chào tất cả các bạn và tất cả mọi người nha. Hôm nay là mình mới lấy một cái thùng hàng nha các bạn. Có một bạn ở An Giang gửi lại cho mình nè. Là ở trong này á, theo mình mua thì có một thùng pin nha các bạn. Thùng pin 18650 nè. Mấy cái mạch sạc, mấy cái mạch 5S đóng pin nha các bạn. Và bốn cái vỏ 15 cell để đóng bốn cục pin 15 cell nha các bạn. Giờ mình sẽ khui thùng để cho các bạn xem nha. Chung là bạn đóng gói cũng rất là kỹ lưỡng các bạn. Đóng trong một thùng xong rồi lấy băng keo lụa băng lại các bạn nha. Giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem. Thì có đây là có cái gì trong này nha. Tại vì sớm mình mua thôi mà mình chỉ có khui nha các bạn. Để các bạn khui cùng mình nha. Sau khi mình lột cái tấm giấy tấm băng ni lông ra rồi thì mình sẽ khui vô trong rồi. Như đây á, là nó có một cái tấm giấy nè các bạn. Ở đây có 100 cục pin lithium nè. Bốn cái vỏ 15 cell và 6 cái mạch sạc nha các bạn. Tổng đơn hàng là 3 triệu 580 ngàn nha các bạn. 3 triệu 580 ngàn đúng rồi. Đó, mình khui thùng hàng ra thì ở đây thì có bốn cái vỏ xe pin nha các bạn. Nên mình lột ra hết luôn cho mọi người xem. Bốn cái vỏ xe pin nè. 15 cell nè. 5S nha các bạn. Ở đây nó có hộp đựng pin 18650. Một cái mạch báo một cái mạch báo báo sạc nha và báo dung lượng pin nha. Ở đây thấy không? Đó. Như bỏ về và mình đóng gói như vậy nha các bạn. Đóng gói như vậy. Ở đây nó có một cái lò xo này bạn và bốn con ốc. Vỏ của em đây nè. Và đây là cái mạch mình lấy 6 cái mạch 5S nha, đóng cho xe pin nha. Giờ mình sẽ khui lên cái này ra cho bạn xem. Nói chung là mỗi đơn hàng thì bạn gói rất là kỹ lưỡng nha bạn. Mỗi đơn hàng thì gói rất là kỹ lưỡng. Giờ mình sẽ khui ra nha. Mà bạn nào cần đóng xe pin thì liên hệ mình nha. Mình sẽ để số điện thoại ngay tiêu đề hoặc là dưới phần mô tả nghe. Đây nè, mạch xịn sò nghe các bạn. Mạch xịn sò nha,
ở đây là nó có hai cái chân để B1 B2 nè, B3 B4 luôn ở đây. Và đây là cái con cảm biến nha, cảm biến khi nếu mà nó này, con cảm biến nè, nếu mà pin nó nóng á, thì sẽ tự ngắt nha các bạn. Còn cái mạch này á, là 80A luôn các bạn, xả mắt luôn 80A nha các bạn. Chiếc này bạn ấy bỏ hàng cho mình thì chất lượng ha. Đây nè, đây là hai cái nha các bạn, và đây là trong này nè, bịch hồi nãy mình mới khui ra cho các bạn xem đó. Đây là 3-4 cái vỏ này, giờ mình sẽ khui cái xe pin ra cho các bạn xem nha. Ở đây nè các bạn, đó xe pin nè, ở đây là 100 cục nè các bạn. Giờ mình sẽ lấy ra mà mình đi cho các bạn xem. Xe pin lithium màu xám nha, lithium màu xám là loại xịn sò và tốt nhất đây các bạn. Cái lithium xanh nữa mới xịn xám. Và đây là 100 cục xe pin nha, rất là đẹp nha các bạn. Cái này bạn đã test nội trợ cho mình rồi nha. Giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ đo volt mà mình đo thử cho bạn xem cái điều volt thôi nha. Và đây là cái đồng hồ đo volt nha các bạn. Giờ mình sẽ để cái nước thang là 20V nè, thấy không? Mình để nước thang là 20V nha. Giờ mình sẽ test mấy cục pin này nha cho các bạn xem nha. Ở đây thì sẽ có 4-5 cục nha, 4-5 cục nha. Mình sẽ test cái này và mình kết thúc video nha các bạn. Hiện tại là 3V 63 nè, 3V 63. Ba vần sáu mốt, chung trên lệch ít rồi. 3V 62, 62, 63 đó các bạn. Nói chung là tương đối là điều nha các bạn. Và mình sẽ chừng sau này mình sẽ đóng những cái khối pin 15 cell như vậy nha, 4 khối nha các bạn. Đây là 4 khối pin 15 cell nha các bạn. Rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Và mình cũng kết thúc video tại đây nha. Tạm biệt tất cả các bạn và tất cả mọi người. Tạm biệt.